chúng ta sẽ lắc cái quà sinh nhật này. Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày chủ nhật rất là đẹp trời, thời tiết không nóng quá cũng không lạnh quá. Đấy lý do vì sao mà mình thì đang mặc đồ len, còn ông chồng mình thì đang mặc đồ cộc tay. Một gia đình ăn mặc không liên quan gì đến nhau hết. Hôm nay ngày chủ nhật Bơ được nghỉ học, thế nên là tranh thủ cả nhà đi ăn trưa cùng với nhau. Từ hồi mà Bơ đi học ấy là buổi trưa vợ chồng mình hầu như là không nấu ăn gì hết, chỉ có là có cái gì ăn cái đấy này, hoặc là mua tạm cái gì ăn thôi ấy. Còn buổi tối thì mới ăn cả nhà, có Bơ thì mới ăn cả nhà. Nên hôm là này còn ăn sáng kết hợp ăn trưa nữa. Ăn sáng thật nhiều để nó ăn chiều. Ừ, thường là kiểu ăn sáng thì ăn rõ lắm nhá, xong mình nghĩ là thôi đến trưa không ăn nữa tại lúc mình no quá ấy. Xong đến tầm 2-3 giờ bắt đầu đói kinh khủng, xong lại ăn tiếp. Nên là hôm nay chủ nhật Bơ đang hát bài đi học về, là đi học về. Nên là hôm nay Bơ ở nhà thì cả nhà cũng tranh thủ là dẫn nhau đi ăn. Đến bây giờ thì bọn mình mới hiểu cái cảm giác là ví dụ như mọi người mà đi làm công ty mà đi làm cả tuần rồi ấy, xong rồi đến cuối tuần là mới có thời gian ở nhà thì mới dành thời gian để cho gia đình, thì cả nhà mới tranh thủ đi ăn uống các thứ. Xong rồi nhà mình là thường là sáng chủ nhật sẽ đi ăn ở ngoài hoặc là gọi cái gì đấy ngon ngon về nhà ăn, sau đó thì chiều sẽ đi sang bà ngoại, tại vì ông bà nội Bơ thì không có ở trên này ấy. Nhân tiện nói đến ông bà nội Bơ thì sáng nay vừa mới FaceTime với ông bà và mình đang kiểu rất là cố gắng động viên ông bà ra đây chơi với cả nhà cho vui ấy. Tại vì cũng từ hồi 30 tháng 4, 1 tháng 5 là ông bà chưa có ra đây. Nhưng mà ông bà thì kiểu cũng hơi sợ, vì bây giờ vẫn đang dịch nhưng mà cũng dịch không phải là quá là căng thẳng ấy. Nhưng mà ông bà cũng hơi sợ, nên là đang động viên là ông bà ra đây chơi với cả nhà. Nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi chưa có gặp nhau. Bây giờ đây không biết đi ăn ở đâu nên là cứ ra Aeon đã, xong rồi xem có cái gì ăn thì sẽ tính tiếp. Sao lại đi lên khác? Thế mới hay, đi lên dốc giống mình đi Barbie đấy. Hát lại nào. Đi học. Hello, hay quá. 2, 3, cất nào. Ok. Vẫy tay đi con, vẫy tay. Ngon nhỉ. Cái gì đấy Bơ? Có phải điện thoại đâu. Đấy không phải điện thoại đâu. Đấy là cái gì? Có thử alo xem có ai trả lời không? Cầm lên alo xem ai trả lời không? Không ai trả lời Bơ à? Ăn gì nè? Hôm nay mình ăn món gì? Pizza. Pizza. Hôm nay mình ăn món gì? Ăn pizza. Hôm nay mình ăn mì Đài Loan đấy. Wow. Ăn mì Đài Loan không? Ừ. Mình ăn mì Đài Loan này, ăn há cảo này, trà sữa này, gà bóp con, với cả bánh bao kim sa. Bây giờ đang ngồi chờ ở đây, đến lượt thì qua lấy đồ. Chủ nhật mọi người ăn ở đây đông dã man luôn. Đang đói quá, nhìn các bạn khác ăn thèm ơi là thèm. À, để ba ra ba lấy cái kéo nữa nhá. Ai ăn mì ra tay nào. Yeah.
vào ghế nhá. Không hiểu vì sao lúc nào Bơ cũng bảo cái này là cái loa. Loa à con? Cái này có phải loa không? Phải loa kiếm tiền không? Thế nên là cái ghế massage, cái này mình cho tiền vào đây này thì mới ngồi ghế massage này được này. Không phải loa đâu nhá. Ăn no chưa? Bây giờ mình về đi ngủ nhá. Cả nhà Bơ vừa có một bữa ăn rất ngon, rất non nê. Bây giờ đến giờ Bơ ngủ nên là cho Bơ về, hôm nào lại sang chơi tiếp nhỉ. 2, 3. The next day. Cái gì đấy hả con? Cái gì đấy hả con? Phiêu bé ngoan quá. Trời ơi. Tại vì con ăn hết sớm thế ạ? Tại vì con ăn hết chưa? Con đi học sớm ấy. Con có phiêu bé ngoan luôn hả? Oh my god. Mẹ chúc mừng con nhá. Mẹ chúc mừng con được phiếu bé ngoan nhá. Trời ơi giỏi thế nhờ. Ai ăn cơm nào? Yeah, đi hai mẹ con đi lấy yếm nào. Đi lấy yếm thì mình ăn cơm con. Ăn chả. Ăn chả đúng rồi. Đi lấy yếm đấy. À con lấy yếm nào? Con lấy yếm nào? Dạ bạn ngựa. Bạn ngựa nhá. Ok, mẹ lấy yếm bạn ngựa. Rồi, con mang ra kia đi, mẹ mặc xem. Nào, trong bát con có những món gì nào? Chả này. Tôm chiên xù này. Trái. Rau bí. Thế con đã cảm ơn bà chưa? Đây là món quà của con nhá. Bởi vì hôm nay con được phiếu bé ngoan này nên là mẹ sẽ tặng cho con một món quà Giáng sinh sớm nhá. Con có thích không? Con có thích. Con có thích à? Con cảm ơn mẹ như nào? Merry Christmas. Hả? À Merry Christmas. Đúng rồi. Mẹ tặng cho con một bộ sách mới nhá. Con có thích không? Đây là bộ sách những cảm xúc nhỏ quan trọng của bé. Khi mà con đến tầm tuổi lên 2 ấy, là mình cũng đã chuẩn bị tâm lý khá là kỹ về những cái vụ ăn vạ này. Hay là bởi vì mình đã nhìn thấy các cháu của mình rồi. Nhưng mà đến khi mà Bơ bắt đầu lên cái tuổi lên 2, lên 3 này thì thực sự là nhiều lúc mình với ông Thành cũng choáng ấy. Mình cũng đọc sách, xong rồi mình cũng follow những cái account ở trên Instagram ấy về những cái khủng hoảng của con để đọc thêm. Mình mới tìm cái quyển sách này thì mình nghĩ là mình đọc sách cũng là một chuyện, và bây giờ thì mình sẽ mua cái bộ sách này để cho Bơ có thể cũng có một cái bộ sách để Bơ hiểu về những cái cảm xúc của con. Thì đây mọi người nhìn thấy là bộ này là những cảm xúc nhỏ quan trọng của bé, và được viết bởi tiến sĩ Janet Rose, là một nhà giáo dục. Ở trong quyển sách này khi mà mình đọc review ấy thì mình có thấy là người ta nói trong này có những cái bước rất là cơ bản để cho con có thể nhận biết về cảm xúc của mình. Ví dụ như là nhận biết và gọi tên cảm xúc này, hiểu rõ về cảm xúc của mình này, quản lý cảm xúc và sự đồng cảm với người khác nữa. Thì có rất là nhiều những cái quyển sách mà mọi người hay nói về IQ, nhưng mà trong cái thời đại hiện nay thì mình thấy là EQ nó cũng là một cái rất quan trọng. Thì EQ là chỉ số cảm xúc, tức là cái cách mà con phản ứng này, rồi xử lý những cái vấn đề trong cuộc sống, có hiểu biết rõ về bản thân của mình hay không, và có sự đồng cảm. À bóng bay, đúng rồi. Và có sự đồng cảm với cả những người xung quanh của mình hay không. Có một cái mà mình thấy rất là hay về bộ truyện này nữa, đó chính là ở trong những cái chuyện này ấy, thì nó sẽ đề cao cái việc là con sẽ không phải dẹp cái cảm xúc của mình sang một bên, không phải kìm nén cảm xúc của mình, và không phải làm những cái việc mà để làm hài lòng người khác ấy, mà con sẽ được dạy là con sẽ làm thế nào để hài hòa cái cảm xúc của mình với cảm xúc của người khác, và làm thế nào để là chính bản thân mình nhất. Cái hình của chuyện rất là đẹp, bởi vì có những cái màu sắc ấy nó rất là
phong phú này. Quyển nào thì cũng sẽ có những cái trang để cho mọi người có thể kiểu để con tương tác cùng như thế này này. Thì khi mà đọc các con cũng sẽ không bị chán ấy. Nếu mà cho những ba mẹ nào mà chưa có biết tặng cái quà Giáng sinh gì cho con thì mình highly recommend cái bộ truyện này. Mình nghĩ là mua cái truyện này nó còn thích hơn là mua những cái đồ chơi cho con, bởi vì maybe là có thể nhìn thấy cái sự thay đổi về mặt cảm xúc của con, hay là cái cách quản lý cảm xúc của con nó tốt hơn sau khi mà cho các em bé đọc những cái câu chuyện như thế này. Đó. Thì đây là review của mình về cái bộ truyện Những cảm xúc quan trọng của bé. Sao con meo meo á? Con meo meo giống bạn mèo thế. 2000 years later. Ok, đợi mãi chồng mình mới đi chơi golf về thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái quà sinh nhật này. Quà sinh nhật này là của Thanh bé Vinh gửi cho mình từ trong Sài Gòn. Và cái câu chuyện nhận được cái hộp quà này nó cũng thật là ly kỳ. Vô cùng lắt léo. Chả hiểu sao hai đứa đấy gửi quà sinh nhật cho mình nhưng mà lại gửi vào số điện thoại của ông Thành. Thế là tự nhiên lúc mình đi xuống lấy đồ ấy thì cái bạn ship đấy cũng gọi điện cho ông Thành. Thì mình xuống đi lấy một cái đồ khác, thì mình chính là người mang cái quà đấy lên, xong mình đưa cho ông Thành. Thế xong rồi ông ấy mở ra, xong ông ấy cũng không biết đây là cái gì, tại sao có người gửi quà cho mình này nọ kia. Xong trong thiếp lại ghi là hai em của chị Trinh, hai em của chị Trinh ở Sài Gòn này. Tặng chị Trinh. Bà nhưng mà lại mình gửi cho số của anh Thành. Và lúc shipper gọi mình bà là bộ Lego, mình đã há hốc mồm ấy, vì tại sao mình lại bộ Lego này vậy. Cái này hình như là một bộ sẵn xếp hình mà nó có nhạc ở trong hay sao ấy. Bây giờ tối nay chắc là tối duy nhất trong cả tháng 12 này vợ chồng mình ngồi được với nhau. Thực ra là không kịp tối đâu, ban ngày vợ chồng mình đâu này cũng ít ngồi với nhau, không có thời gian để ngồi với nhau mấy. Ngay cả ngày hôm nay thôi ấy, thì thực ra là từ sáng đến giờ vợ chồng mình vẫn mới có thời gian để ngồi với nhau ấy. Và có một điều kỳ lạ là mình luôn thắc mắc tại sao tháng 12 ấy, khi mà bắt đầu tháng 12 nhá, mình luôn nghĩ là tháng này kiểu là tháng mình thích nhất, thì mình sẽ rất là chill và mình sẽ tận hưởng cái tháng 12 này. Nhưng mà tháng 12 bao giờ cũng là tháng mệt nhất, và mình sẽ kiểu cắm đầu cắm cổ làm việc cho đến kiểu 31 tháng 12 nhỉ. Sau đấy thì mình mới kiểu gọi là công việc sẽ mới đỡ hơn một tí. Nhưng mà trộm vía có việc làm là tốt rồi, đúng không mọi người? Quyển sách hướng dẫn này. Để trước vợ định mua cho vợ chồng mình cái bộ xếp hình ấy. Bộ puzzle ấy. Puzzle á? Puzzle xếp hình ấy. Tiếng Anh nó là puzzle. Chứ không phải là puzzle á. Ghép tranh ấy. Ghép tranh ấy. Tại vì thấy vào cái đấy rất là tốt cho gọi là sao ta, kiểu teamwork giữa hai người ấy. Tại mình cảm giác như vợ chồng mình không có ý là cả hai đều ở nhà cả ngày với nhau, nhưng ít khi có hoạt động gì cùng nhau. A few moments later. Chồng mình có vẻ không phù hợp với bộ môn xếp hình như lắm. Xếp hình á? Đâu? Xếp hình đâu? Đi ngủ quá rồi. Chưa gì ông ấy ngất ra đây. Hôm nay mình lái xe cả ngày. Chỉ là mình lái xe đưa mọi người đi kiểu đầu năm thì nhà mình có đi lễ cùng với cả mấy người bạn ấy, thì cuối năm tranh thủ hôm nay chưa đông lắm nên mới rủ mọi người để đi tạ luôn, chứ không hôm nào đông ấy, mà đợt này dịch cũng đang căng nữa ấy. Cũng hơi sợ. Đấy, buổi tối về nhà ăn cơm một xíu xong rồi mình mang tiếng đi đánh golf. Nhưng mà hôm nay mới là buổi đầu tiên mình đi tập cho mọi người ạ. Khám phá một bộ môn mới. Thực ra là cũng hay. Thực ra hồi xưa ấy thì mình cứ nghĩ là đi đánh golf thì kiểu là phải tốn rất là nhiều tiền ấy. Nhưng mà cũng không đắt lắm đâu, cũng bình thường thôi. Và mình nghĩ là cũng nên thử mỗi bộ môn thể thao thử một chút xem là mình phù hợp với môn nào. Đấy, thì hôm nay buổi đầu tiên thì đi tập thì cũng được mọi người khen là có chút năng khiếu. Thế để video chỗ này cho mọi người xem nhá, cú đánh thần sầu của mình đây. Về khoe ngay vợ. Mình thì chả biết gì. Vợ mình bảo ngay là ok mai vợ đầu tư tiền đi mua bộ góc. Được. Kinh không? Kinh chứ.
thích thì chiều thôi. Vậy tập cùng với chồng. Thôi. Với cả còn một môn nữa là môn tennis. Thì cũng đã trong ý định của mình là sẽ đi tập thử. Đấy, nhưng mà chắc là sẽ từng môn một thôi, không thể một lúc tập nhiều môn được. Nên là bây giờ về không được ngủ trưa, đang hơi buồn ngủ. Thôi nhìn đống Lego này hoa cả mắt. Mình cứ tưởng là chồng mình sẽ phải hứng thú với bộ môn này lắm nhưng không. Chồng là... Hai em của tôi đúng là những người chưa có gia đình. Nên hai em của tôi mới gửi cho tôi cái này để cho tôi lắp. Thành ra hai đứa có mặt ở đây thì sang bốn người lắp với nhau chắc cũng vui ấy. Hai anh chị kiểu già rồi không? Không có đến giờ này là mắt díp hết cả vào rồi. Được rồi, được rồi. Chắc chỉ làm được một phần thôi, mới đang sau phức tạp phết đấy. Đấy, cho quyết tâm đến Noel thì lắp xong cây này. Thế mà hôm vừa mới nhận được đồ hôm qua, lúc ấy thằng Vinh nó đã nhắn cho mình, nó bảo là lắp chưa? Quà của Vinh đâu? Lắp chưa? Đây. Làm mình cứ tưởng dễ lắm. One hour later. Mọi người đã sẵn sàng để xem thành quả của vợ chồng mình chưa? Nghe đi. Hoa mới đi. Từ nãy giờ ngồi gần tiếng hồ. Cái tưng này hoa mắt. Nên mình đã quyết định là sẽ để cái này sang ngày mai tiếp tục làm. Bây giờ mình sẽ đi xem phim. Mọi người hãy đón chờ tiếp theo nhá. Xịp luôn hai đứa ra đây. Đáp cùng với anh chị cho xong. Cùng nhé. Mình đang xem dự cái phim Thiên Thần Hộ Mệnh ở trên Netflix ấy. Phim mà có Salim với cả Trúc Anh ấy. Phim Việt Nam à? Cái phim đấy đang hot đúng không? Phim đấy hơi đen là bởi vì cái hồi mà nó mới ra mắt ấy, thì như vừa mới ra mắt được khoảng 2 ngày thì lockdown. Thì từ đó đến giờ ra phim mới được mở đâu. Thì bây giờ người ta mới bắt đầu bán lại bản quyền trên Netflix ấy, hôm trước mình mới xem được một nửa. Hôm vừa rồi hôm kia mình thấy trên Facebook của nhà mình ấy thì đã có những người bạn của mình đi đến xuống tận Bắc Ninh à để xem Marvel phim. À xem Spider-Man. Thì là nghĩa là bây giờ giá phim ở các tỉnh là có mở rồi hả? Bạn mình là vì muốn xem Marvel nên là xuống tận Hạ Long với cả Bắc Ninh để xem phim. Nhưng mà thực ra vợ chồng mình cũng không đam mê kiểu siêu anh hùng lắm ấy. Nên là vợ chồng mình cũng không đi. Mà thực ra là hồi xưa, kể cả hồi xưa lúc giá phim mở cửa thì vợ chồng mình cũng chả đi xem phim mấy. Với cả mà mình cảm giác như bây giờ mà một giá phim mở thì mình đã có một cái thói quen là xem Netflix rồi ấy, nên là mình cũng mình rất là ngại đi ra ngoài. Thói quen xem Netflix xem ở nhà nên là kiểu cảm giác đi ra ngoài là cũng không quen lắm hay sao. Chúc mọi người ngủ ngon. Mình đi ngủ đây. Mình ngủ rồi, bye bye. Không mở mắt rồi nữa.